nói sơ cái giáo trình để mày hiểu khi mà hết bệnh mày học. Cái giáo trình của khí công là của tao soạn ra là theo giáo trình, không phải tao chế nha, nó theo giáo trình 10 năm của Trung Quốc, đại học khí công Trung Quốc á, mà cái đó Trung Quốc không bao giờ nó phổ biến ra ngoài. Cái đó là lên lên trường vừa là lên gặp ông thầy bên 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 Thiếu Lâm á, thì nó dạy. Rồi bên Võ Đang là lên chùa Thiếu Lâm nó dạy, Võ Đang nó dạy. Thì Võ Đang là dạy nhu không, tức là tất cả cái gì dính tới cái bài thái cực. Còn Thiếu Lâm là tất cả các bài đều dính dịch căn. Trong quá trình nó dạy nó chia làm ba loại. Loại nhất là động, loại hai là tĩnh, loại ba vận dụng cái đó để chữa bệnh. Đó, cái đó là khí cơ, họ ta không nói võ thuật nha, võ thuật khác à. Đó là khí công Trung Quốc nó chia như vậy. Lý ba cái loại này nó chế ra là sau khi thế kỷ 19 nó mới hiện ra ba loại này. Vì lý do khi mà con người phát minh ra vũ khí rồi đó thì võ thuật là vô không làm được gì hết. Mày giỏi võ tụi mày thấy không, nó qua nó bắn bắn chạy á, thấy không, lúc mình Trung Quốc qua đứng đứng nó súng bắn chạy chết mẹ luôn, chạy bắn cái lũng sọ chết liền. Là mấy thằng khí công cỡ nào có Nguyễn Sọ Kỳ cái súng gì nó bắn sao lũng họ được, mà nhanh nó nổ mà không chạy là chết. Từ đó mới phát hiện là võ thuật không phải là bá chủ của độc tôn thế giới. Hồi trước nó nghĩ có sức mạnh, có khí công, đánh mạnh nhất là đi châm phục các nơi, ví dụ khí cúng tệ cung tên như là 18 cái bộ khí đó thôi. Không, bây giờ nó ra vũ khí gì mà cầm cái bắn cái bom ấy. Các cung á, hay là bắt đầu Trung Quốc nó bỏ thì bắt đầu mới chế ra, gọi là từ thế kỷ 19 nó sau đó mới mới cái ngành khí công nó chuyển thành là khí công y thuật, gọi là chữa bệnh. Thành ra mới đầu cái lịch sử khí công của Trung Quốc ra đầu tiên là khí công lý thuyết trong văn phòng thôi, tức là mấy ông đạo sĩ, ông đạo tử ông ngồi nghĩ ra một cái lý thuyết giống như tĩnh khí công, tự thở khỏe rồi kinh dịch đó, đó mấy cái đó là mới là lý thuyết thôi. Tức là ai cũng vậy, trước khi ra giống như cái trong bên khoa học mình là có cuốn sách về đời 80 vạn dặm ngàn dặm dưới đáy biển mới chế ra cái tiền sư đỉnh vậy đó, có cha tưởng tượng ra trước, có tưởng tượng nhưng mà nó có thật, mấy người đã tưởng tượng rất là giỏi, là nó hình dung ra là tương lai sẽ có cái đó. Thì cái nhà bên khí công cái đó là bên khoa học kỹ thuật, còn bên khí công tĩnh cũng vậy, là ông hình dung là con người có thể làm chủ được sức khỏe, thì bắt đầu ra gọi là khí công trong phòng, đó là trong trong cái phòng người ta ngồi tưởng tượng ra là khí công trường học ấy. Xong khí công võ thuật là cái võ thuật đánh không mà không có cái khí trong, đánh không mạnh là khí công võ thuật. Xong khí công tôn giáo, cái là tôn giáo dùng Tôi câu ở đây. cái khí công tôn giáo tức là cái hồn, tức là cái ngồi suy nghĩ làm sao cho cái hồn mình nó không có khổ đó, là khí công tôn giáo. Tôn giáo xong tới cái khí công y thuật đó, thì cái y thuật đó thì trong 1.000 người hồi đó có người học à, tại vì nó học đánh lộn là chính, còn cứu cứu nó còn nhiều, một thằng cứu thằng trăm thằng bị thương mà đánh hay có cần thằng thôi. Đó là mấy cái đó là môn ra rồi cách đây mấy ngàn năm. Thì tới khi thế kỷ 21 thì khí công nó chuyển thành có hai loại đó, là đánh lộn với chữa bệnh đó. Mà chữa bệnh bây giờ lại đắt nhất, là hiệu quả nhất, nó đi theo thời thời đại. Hiện nay con người tất cả đều khoa học kỹ thuật, cả khoa học về sức khỏe đều tiến tới sức khỏe hết, theo thì có thực dưỡng ăn uống nè, theo bây giờ ra gì thức chay ăn đồ, hồi trước nó còn đâu có nhà hàng chay, cũng đâu có những cái thức ăn gì gọi là logistic hay là thức ăn gì mà gọi là organic gì đâu có đâu. Bắt đầu người ta mới nhận xét ra là thức ăn phải có tinh thiệt tinh túy, giống như bò Kobe một 100 đô có một chút xíu đó, tức là cái món ăn bây giờ của thế kỷ 21 là cái đồ đồ vô đồ ra phải hiện đại, tức là con bò cho ăn cái gì nó ra một thịt bò ngon, chứ không phải là cứ bắt bò mà làm thịt. Thằng người đi đầu là tụi Nhật Bản, là cải tiến một thức ăn hay nhất, thấy không. Rồi xong tới là đó là những cái khoa học kỹ thuật nó tiến tới vậy, tức là thế kỷ 21 khoa học đứng đầu thế giới, từ thế kỷ 21 trở đi là sức khỏe đứng đầu. Bây giờ tao chứng minh là máy bay đều có khoang thương gia là tụi có tiền ngồi thong thả, còn mày không có ngồi bó gối rồi đó. Mất sức khỏe. Còn cái xe của thằng nhà giàu là chân nó duỗi ra nằm ngủ được, còn xe con nhà nghèo là co chân, thấy không, mà nó không có nói ra. Nếu mà nói ra thì nguyên cái gọi là cái nền hạ tầng về khoa học kỹ thuật, tất cái hạ tầng cơ sở để tạo ra cái đó dẹp hết thì chết, nó đói và không có gì thay thế kịp thời.
dùng cái xe Honda không vậy? Tại sao có một độ cao đó, thằng Mỹ 2 mét cũng đi một cái xe đó, tao 1 mét thằng lùng cũng đi cái xe Honda, hư hết hệ thống sức khỏe rồi. Thì tao cao có nào, cái xe cao bằng cỡ tao thôi chứ tao lại chế cái hơi đó. Nếu làm vậy thì khoa học, cái nền sản xuất hiện đại không làm nổi, mà làm được chuyện rất là mắc, không có đủ tiền mua. Thì những cái xe mà người mấy thằng đại gia nó đặt, gọi là xe đặt rất là mắc, giống như chuyên cơ của tổng thống, thấy không? Có chuyên cơ rồi máy bay riêng có hết, mắc lắm, trong đó đầy đủ hết tiện nghi nhau mày. Thì rõ ràng coi cái hình thể bên ngoài, thật ra bên trong tức là sức khỏe làm chuẩn để chế tạo ra cái tiện nghi cho con người, chứ không phải là cái tiện nghi là tiện nghi thôi. Thì cuối cùng sức khỏe đi đâu? Và sức khỏe trong cử động tay chân, trong vận động con người có hai loại: vận động xây tất cả cái hạ tầng bên ngoài để mắt mình thấy được. Thì mấy ông khí công ông nghĩ là vận động con người có thể sửa cơ thể được. Thì bây giờ ông ngồi suy nghĩ bên trong cơ thể nó sửa cái nào, ông học thì nó ra cái môn lý do mà nó học. Thì nó phân ra ngoài vận cái tay chân cục cửa dày. Khi cục cửa dày thì nó thay đổi cấu trúc bên trong, giống như tay tao rờ vô cái màn hình là cái máy điện thoại nó chuyển động. Đấy không? Thì cái tay tao vờ trong máy móc nó chuyển động. Thì cái đó là động công. Còn tĩnh công là phần mềm thôi. Enter chạy liền. Đó, tức là ngồi suy nghĩ. Tức là động công là mình tạo. Trong cơ thể mình nó đều có những cái vận động đều đặn hết, nhưng mình không học được. Bây giờ mình mới nhái cái vận động mà nó có tính chất chữa bệnh, giống như các loài thú, giống như con mèo nó duỗi, tại sao nó duỗi vậy, nó khỏe cái gì. Mấy ông tìm ra những cái duỗi co duỗi thì những cái động tác nó đều dính tới cái hệ thống kinh mạch trong cơ thể. Cái co duỗi đó, những cái động tác mà cái động tác tức là những động tác nó tăng lượng khí nhiều ít trong kinh mạch. Nào, ông tìm ra những động tác đó. Còn cái động tác bên ngoài chỉ là tăng cái nhà cao tầng, là cái đó là hữu hình. Còn cái động tác này vô hình, nó thay đổi cái dòng khí huyết đi trong người. Là ông tìm ra cái đó, là ông dùng động công. Khi làm vậy hoài, làm hoài thì cái não nó hiểu cái đó, hiểu cái động tác đó, nó ghi trong não. Thì khi mà trong người mình thiếu khí, nhiều khí ít, tĩnh công nó chỉ huy lên nhanh, thế là lên cao, là giám đốc rồi, là chỉ huy nhanh chậm. Còn bây giờ tập mình thấy lúc khỏe, lúc mình tập tốt thì khỏe, không tập thì thấy không chữa được bệnh. Mà tập chữa bệnh nó ra một công thức trong não, cái động tác nó chữa bệnh nó ghi vô. Động tác này không chữa bệnh, không ghi vô. Khi mình nữa bị bệnh nó tự động nó chữa. Thành ra mày tập bài tẩy tứ kinh vậy, tao hoài. Khi nó thuộc cái, bởi vì tao cần là khi mà người học cái công là học thuộc bài đó đi. Nhưng mà mình không hiểu nó cái bài nó là cái gì. Nhưng nó giống như mình học toán nhân, hai là bốn hai chính, mình học mẹ đi. Nhưng về sau tao nói cái đó là toán nhân đó con, cái mẹ hiểu. Cái mình phải đòi thời gian nhất 2-3 năm sao mình hiểu đó là toán nhân. Còn học con nít mình học thuộc lòng, còn 24 cái mình cũng học. ABC mới vẫn học. Về sau nói tại sao mày biết là nhờ 24 là mới biết chưa? ANH là anh mày, mẹ là em là mẹ mới biết, là ráp mấy cái 24 chữ cái. Lúc đó mày mới hiểu. Thì thời gian hiểu phải lâu. Thời gian hiểu thì giống nhau như cái động công của mày, nó thời gian tế bào nó hiểu cũng lâu. Thành ra mày học 6 tháng mới chữa được bệnh này vậy. Nhưng động tác là đang sửa chữa chứ nè. Trộn hồ, bỏ gạch, xếp lên, tô, mày cứ thấy vậy thôi. Lắc hồi ủa sống ở nhà rồi đó, 6 tháng cái hết bệnh. Nhưng mà mày không có hiểu, tại mày là khi mà mới tới với ngành khí công chỉ biết là mày để người ngồi yên tới tao xây dựng mày thôi, thì mày cứ làm hết rồi lót đầu á. Nhưng mà sau cái hết á, cái não mày nó học được cái bài xây nhà rồi, thì cái bệnh mày tới là nó xử nhẹ thôi. Đó là hiểu cái nguyên lý của khí công là vậy. Nhưng mà mới đầu mày cứ làm, mày hiểu cái này gì, đừng có tìm hiểu làm gì. Tại cái tìm hiểu đó là nghề của ông thầy chữa bệnh. Là nếu mà theo nghề khí công lâu dài mà để mình chữa bệnh thì mày tìm hiểu đúng. Con giờ mày bệnh, chữa hết lẹ lẹ đi, đừng có suy nghĩ tùm lum. Thành ra nếu mà ngồi mà suy nghĩ tới tại sao thì mày phân tâm. Tất cả cái năng lượng suy nghĩ để tập trung cho chữa bệnh mày nó phân tâm ra. Thành ra khi chữa bệnh mình phải đóng vai là mình là con bệnh và ông. Và cái bài tập là thuốc, cứ uống là cho nó hết cái đã. Cái đó là, thì đa số hiện nay tao dạy là thì 10 người học thì 8 thằng chữa bệnh hết, nó nghỉ luôn, học chứ đó làm đết gì. Nó giống tao là bác sĩ, tới thì anh chữa tôi hết thì trả tiền tôi nghỉ. Đó là loại 1. Còn loại mà muốn học, tức là tìm hiểu tại sao cái đó thường trí thức nó có cái tính này.
cái dân mà không có văn hóa cao vô ông thầy làm sao quơ cho hết bệnh cho tôi về. Còn dân trí thức cái này sao nó làm cái gì trong người con người đó, thì trí thức thường thường nó chậm hơn cái thằng mà kia là chỗ đó, nó còn tìm hiểu nữa, nó mới tập, thành nó lâu lâu hết bệnh hơn. Ở đây ta kinh nghiệm những người mà vô thức, tức là không có văn hóa cao á, có thể 2 tháng 3 tháng hết rồi, còn trí thức 6 tháng rồi đã anh ngồi anh suy nghĩ tìm hiểu, thành ra anh ngồi anh hiểu anh không có tập, ngồi suy nghĩ không khi 2 tiếng mà tập 2 tiếng mới sướng không thêm tập, trong 1 tiếng đâu có thể tập được 300 lần, nhưng mà ngồi suy nghĩ tập có 20 không phải thích cha rồi. Đó là cái đó phải rút kinh nghiệm của đó đối với trí thức là một. Cái thứ hai là đừng có tìm hiểu tại sao nó chữa bệnh, tại bà nó có cách đây 2 năm chữa bệnh rồi, đừng có chứng minh nữa. Muốn chứng minh học khí công lên 5-6 năm nó chứng minh, nhưng mà tức là mình học về chuyên gia về toán học phải hiểu toán là cái gì, chuyên gia về hóa học mình sẽ hiểu hóa học là cái gì, mình học 10 năm thì lúc đó bây giờ mình muốn thành nhà hóa học gia hay không, còn bây giờ mình muốn học khí công trở thành một khí công sư chữa bệnh hay không, thì mình muốn thì mày theo, còn không muốn tự nhiên hứng lên cái mày theo theo bài tháng bỏ à, không có thể nào theo cái dân trí thức bây giờ mình đã trưởng thành, chọn là chọn suốt đời chứ không có đi nửa nạc nữa, mà cái gì cũng biết chút là không có đi gì á. Nguyên tắc cuộc đời người mình là nha, kiến thức nào phải kiếm được tiền thì phải học, không thôi đừng học chi, nói thẳng luôn. Bây giờ mày học anh văn mày dạy người ta kiếm được tiền chưa, thì có mục đích thì học, còn học lý le nó nói ta không cần, nó cần là cái tài năng của mình biến thành tiền, bất cứ tiềm năng nào phải biến thành tiền, ta không nói là ham tiền, biến thành tiền được thì tài năng mới gọi là tài năng thật sự, nói thẳng vậy đi. Mà tài năng thật sự không bao giờ dưới 10 năm, thấy không? Còn mình bây giờ mình muốn học khí công chữa bệnh cho 10 năm thì mới chữa bệnh giống như ông thầy cũng đang dạy. Còn bây giờ mình là một người bệnh tới học chữa bệnh thì mình ổng nói gì ở do ổng phát thuốc để uống đủ đô hết bệnh cái này đó. Nhưng mà nó có hay là khi nó chứng minh được là cái bài đó chữa được bệnh thì có, mình có đam mê hay không, thì đam mê chia làm 3 loại. Đam mê là loại gọi là năng khiếu gặp nó thể nào suốt đời liền. Còn đam mê loại 2 là xuyên muốn giỏi cái đó thì tao cày hoài tao không phải thành, tao không cần cái năng khiếu. Và năng khiếu nó hay hơn cái là nó tập mau hơn mình, nó ngó thuộc liền. Năng khiếu nó vậy á, giống như nhà thơ ngó cái đó nó viết ra bài thơ, nó đâu cần ông nhà thơ nào giỏi dạy nghề cho nó đâu, trong máu nó có sẵn. Thì cái đó nếu mình không có thì mình phải theo cày tới học 10 năm thì mới giỏi thôi. Còn thằng cày kia 5 năm xong rồi, nãy năng khiếu. Thì đó mình phải tự kiểm tra thân thể mình có cái hạt theo nó suốt đời. Mà khi đã dứt khoát rồi thì phải có kế hoạch là tôi xong rồi đó tôi phải kiếm được tiền bằng đó thì tôi mới gọi là có tài. Vậy đó, thì cái đó cái ý khi mình học cái môn khí công như vậy. Tại cái môn khí công là môn bí ẩn, nhiều người rất thích cái này. Nhưng mà quên rằng mình là có năng khiếu nó không, và mình có chọn nó làm một cái tài năng thứ hai trong cuộc đời mình hay không. Tài năng có 2 loại, tài năng kiếm tiền và tài năng sức khỏe rồi. Giờ đi 2 cái đó ngày xưa nó gọi là văn võ song toàn. Còn bây giờ nếu mình giỏi văn mình không giỏi võ thì đi theo cái này thất bại. Vậy á, còn nếu mà cảm thấy đi 2 cái này giỏi hơn mình dứt khoát đi vô liền thì theo. Cái đó là không năng khiếu á, còn có năng khiếu là tự nhiên thích à. Tự nhiên kiếm tiền là thích thêm món nữa. Là nó là suốt đời lúc nào không có tiền cũng học nữa mọi cách. Đó là nó ta nói về cái lời và cái tinh thần khi tập khí công phải có rõ ràng 2 cái đó là. Xong. Thì cái giáo trình khí công chia làm 5 năm. Năm 1, năm 2 là khí công động. Năm 3, năm 4 là khí công tĩnh. Năm thứ 5 là ứng dụng đó để chữa bệnh, đó là 5 năm. Trong đó tất cả những bài khí công đều tập, tất cả động tác nào có tính chữa bệnh học hết. Thì nó chia làm 2 nhóm, nhóm dương và nhóm âm. Những động tác làm cho nó tăng cái đó lên. Cái đó là tao nói chung chung vậy đó, trong người á. Một cái động tác là nó giảm cái đó, vô huyết áp kia mình tập cho nó xuống à, còn nếu áp tóc tập cho nó lên mày biết đó là cái đó là có 2 loại, tức là cái bệnh nó hoặc là tăng bệnh lên hoặc giảm bệnh đó là, và hết bệnh có 3 loại chứ làm cái gì nữa. Thì giờ cái bệnh nó đang vậy, có nhiều là bệnh phải tăng lên nó mới hết nha, là sốt lên cái nó hết đó, là tăng lên giống như mày đang bệnh, mày đang bị trúng gió sốt một cái hết liền đó, là nó tăng lên nó mới hết. Nó hay lắm, nhiều cái mình không hiểu, nó là khí nó phải lên nó mới xuống.
Còn nếu mà sốt mà không có lên cực điểm mà không bao giờ xuống sốt, nó lên tới 40 xuống liền hết luôn. Cái đó là phải hiểu cái khí nó vậy. Thì cơ thể là nhưng mà tập cái gì để lên, mà tập cái gì xuống, bây giờ sốt quá tập cái gì đi xuống. Còn trong vết thương là đau thì đau nó mới hết, chứ mà không có đau mà làm sao có hiện tượng đau và không đau, phải có đau nó mới hết. Vết thương mà cũng vậy ha, mỗi lần lột ra là thay vết thương đau rồi nó băng lại, phải đăng lên, không có lột ra thay băng lại cũng không bao giờ hết bệnh. Nó phải nguyên tắc là vậy, phải có cái có hai cái trạng thái là khác nhau, cái đau cái không đau. Chỉ trong khí công gọi là dương âm, thấy không? Nhưng mà hai cái dương âm nó phải đều nhau nó mới hết à, 50 này 50 kia mới hết. Cứ giống như là cơm tăng lửa giảm lửa, vừa vừa lửa, ba loại lửa nó mới chín cơm. Còn khí của người là cái dương, khí nam, khí nữ trộn nhau ra cái thằng thứ ba là thằng con, là ra vật chất thứ ba. Khí phải hai cái cân bằng trộn nhau mới ra vật chất thứ ba. Khí nó sanh ra vật chất. Nó phải khi học cái công phải hiểu vậy. Mà muốn tạo khí hồi nãy đó là muốn tăng muốn giảm là có động tác thì chia là hai nhóm. Ông đặt ma là chuyên làm cho nó tăng. Ông kia làm cho nó mềm xuống. Mềm tức là gì? Là khí công dương là nam. Khí công âm, khí công nữ, nói vậy cho hiểu. Chứ không phải là nam nữ đâu. Cái động tác nó có luôn, nó phân chia nhìn không có thấy ra, nhưng mà tập lâu sẽ thấy có hai hiện tượng ở trong. Có nam có nữ, chẳng ví dụ nói cụ thể luôn. Ví dụ tao nam mà tao cường dương á, ta phải tập khí âm vô nó hết. Ta không có dâm. Nó thẳng luôn. Phải có cái đó chứ giờ lấy khí âm đâu, chả lẽ tao phải đi chơi bời. Rồi mấy ông tu hành ổng cũng cái chương cũng mạnh hơn sao ổng trị, thì ông phải có khí âm của trời đất, ông đắp vô là nó què, ổng không có đòi hỏi. Cái đó mới khoa học, chứ không phải kìm hãm là sai, là ức chế là không bao giờ xử lý được. Ức chế là có một chiều thôi, thì có âm dương hai chiều nó quân bình thì nó không có chuyện xảy ra. Quân bình tức là gì? No thì không đó, không thèm ăn cũng không có hiện tượng đó, cũng không có hiện tượng là danh dự. No nó vậy đó, mà no thì không có dính mắt cái thức ăn nữa. Coi thức ăn không quan trọng, còn đó là ngầm chúng ta chụp ăn liền, đó là dính mắt. Còn nó no là không đòi hết. Tình dục tất cả cái gì mà mền nó quân bình đó, nó không có đợt, nó sẽ không có cái trên cái dưới, nó không có thiên đàng địa ngục, nó đứng ở giữa. Cái địa giữa nó gọi là cực lạc này, hỷ lạc trong 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 Phật giáo, tức là ở giữa đó nó lần lần sung sướng. À, mà trong khí công nó có hai loại sung sướng. Đầu tiên là tạng phủ không bệnh cái đã. Cái thứ hai, một cái trạng thái thứ hai là gọi là nhị thiền á, là luôn luôn vui trong ngày cái người đó. Cái thứ ba là sướng cả trong người, sướng cả ngày, là tam thiền. Là khi mà mày cái cơ thể nó tới nó tập trung mà nó tĩnh lặng tới mức cao, mức ba là sự sung sướng hết xuất hiện. Cái tĩnh lặng giai đoạn 2 bắt đầu xuất hiện là cái vui xuất hiện trước, cái vui trước rồi mới sướng sau. Cái vui vẻ đó, là trước khi hưởng thụ cái gì là mình cảm thấy sắp được vui vẻ chưa có nè, để vô người có cái cảm giác lại sướng sướng vậy. Đó cái sướng đó, mà cái sướng đó lại có hai loại, vật chất và tinh thần. Mà tinh thần mới là cao nhất vật chất. Vậy tại sao tinh thần cao? Năng lượng bảo toàn không bao giờ mất, vật chất sẽ mất. Tức là vật chất nó hữu hạn, khí vô hạn, tức là năng lượng không bao giờ mất. Chỉ có chuyển này qua cái gì mà cái năng lượng luôn bảo toàn. Thành ra con người khôn lựa cái trên sống tù mẹ cái đó nó không bao giờ mất. Cái sướng, cái hỷ, cái lạc của cái năng lượng mới là hay nhất thôi. Còn thằng ngu chọn cái này đó thôi, đã ra hết rồi. Mà khi đã hết vật chất mất, suy sụp. Còn kia mất cái này chuyển qua kia, mất này chuyển kia, năng lượng nó chuyển qua chuyển này, chuyển qua diện này diện kia, nó không bao giờ mất hết. Đó là người ta chia làm lại khí công của vô hình và khí công hữu hình trong cơ thể. Thì khí công vô hình tức là khí công tĩnh. Tĩnh là gì? Ngồi suy nghĩ ha, ta đâu có vận động nhưng mà ta làm ra vật chất. Còn ta ngồi suy nghĩ thôi, ta cải thiện sức khỏe rồi, ta cũng là vô hình chứ đâu có hữu hình. Thành ra nó gọi là khí công tĩnh, khí công động, nó hiểu vậy. Thì các dấu tĩnh nó đi theo. Thì khí công động
có hai phần nhóm đó. Thì nhóm thứ nhất là nhóm của Đạt Ma, nó gồm ba bài nổi tiếng: Đạt Ma Dịch Kinh Kinh, Đạt Ma Tẩy Tứ Kinh, Đạt Ma La Hán Thủ 18 Thức. Trong Phật giáo tức là 10 Pháp 8 Phật La Hán. Đó là ba bài đó mình phải học. Nếu học để học đã dân khí công mà không biết thì đừng có nói là dân khí công. Đó thì định mình đang học đó là chữa bệnh mình đó. Bài số 2 đó. Rồi bài cái đó là dương của bài âm của nó là Thái Cực. Thấy không? Rồi Bát Quái. Cái nó của nhóm khác rồi, Nhu mà. Nhu là thứ nhất là Thái Cực. Xong Bát Quái. Trước Thái Cực là dương và âm riêng. Tức là trước khi nó có hai cực, tức là lưỡng cực, tức là lưỡng nghi trước, xong tứ tượng, xong tới bát quái. Thấy không? Thì nó có ba cặp. Thì trong Dịch Cân Kinh là Dịch Cân, Tẩy Tủy, tới Thập là La Hán. Cái đó là gì? Dịch Cân là tạng phủ, còn Tẩy Tủy là tủy sống và não bộ, La Hán là chuyên về não, khí của não. Cao hơn nữa, nó tổng chỉ huy hết. Tại sao cái bài mà chữa bệnh bằng cái bài Tẩy Tủy? Tẩy Tủy là cái tế bào gốc mà phải thay chứ không để xài được nữa. Hư rồi, suy là hư rồi, là không có xài được, không có trị bằng thường được. Trị là sao? Là nó vậy á. Thường thường trị bệnh ở ngoài là sao? Tức là giống xe Honda mày vá cái mày dán lại, mày vá hoài sao mày vá, còn mày giờ nó nát cái ruột rồi thay cái ruột chứ không có vá. Cái mày tới là giai đoạn thay cái ruột chứ không có vá. Vá là giờ nó vá nó 30 mấy trái rồi, vá nữa là không có vá được, không còn chỗ vá nữa rồi, giờ thay cái ruột. Mà gốc của ruột, của cái ruột mày là cái tủy sống. Tủy sống là tế bào gốc của tất cả ở ngoài, bung ra. Tế bào tủy sống có hai loại, nó chứa về hệ thần kinh, nó tập cái độ cảm biến mày, và nó chứa những cái tinh túy. Giống như nói không khó hiểu gì, tủy sống sản xuất bạch huyết cầu và hồng huyết cầu. Thấy chưa, là hai cái gốc để tạo ra cái tế bào ở ngoài. Bây giờ cái tủy mày, bây giờ cái thận mày là hàng ngày á, là một giờ nó cấp có hai giọt máu, hai giọt khí. Bây giờ mày 30 lỗ rồi, không có đủ. Giờ thay cái ruột thì nó đòi lại là gấp 20 lần huyết, 20 lần khí. Ở đâu? Tủy thôi. Thì ta phải luyện tủy nó mới chữa được. Tự mày thấy, mày thấy cái sức khỏe nó tăng lên. Và mày phải tập nhiều à. Càng nhiều, nhiều đây không phải là cái điều rỉ rả thì là, tức là kiến tha lâu đi tổ, nhớ vậy. Không được bỏ ngày nào, bỏ là thua. Khi bỏ nó gọi là một điểm trống trong khí là thua. Giống như dòng máu mà đang tiếp máu vô từ bệnh nhân mà trong có bọt khí là chết. Thành ra khí công mà mày bỏ là tao nói lâu hết bệnh lắm. Cái đó là tại mày chứ tao không có biết, tại vì tao không có thể kiểm tra cái học thằng học trò nó về nhà nó tập hay không. Đúng ra là tao phải mở bệnh viện công, là tao giam mày ở đây, đúng rồi ba, là đúng là ăn nữa ra tập ăn canh nhà nó thì mày mới mau hết rồi. Còn về hôm nay ổng có đây tao xù bữa mẹ tao đi nhậu mẹ nó, tao chơi gái bữa rồi về tao tập cái công đó. Tao nói thẳng vậy đó, người mình ở tự riêng. Bởi vì người ta nói con người mà khỏe nhất là lúc ở thời kỳ sinh viên, học sinh, học viên hồi còn đi học á, thời kỳ nó hạnh phúc nhất của tuổi trẻ mình là thời cơ thì nó khỏe, cái gì cũng có hết. Tại vì có người kiểm soát, có ông già mà già, có giáo sư kiểm soát. Còn ra đời tao là vua không ai kiểm tra đâu, bệnh hết. Đó là do đó. Còn gì giờ mà nó đang trưởng thành rồi, bây giờ đúng là cái công tao không cần là không nhốt mày tới nay. Cái này tính tự giác cao, thấy không? Về với tự giác mày xếp xếp lịch thật. Tại sao hồi đi học thứ hai biết làm gì, thứ ba là bây giờ tao hỏi mày, mày giàu trưởng thành rồi, thứ hai là hứng là làm hứng thôi, không phải chết mẹ cái thời có biểu của mày đâu. Thứ hai làm gì là mày trả lời tao, thứ ba làm gì chính xác không, hay là thứ hai tuần này, thứ hai tuần sau, không cái thứ hai là giống nhau hết, phải có cái giống nhau chứ, không giống nhau là bệnh hết. Thì lịch, cái lịch đó là của cơ quan đó bắt buộc, hay nếu mày tự làm ăn thì mày sẽ thấy không có lịch.
mẹ mới chết đó. Thằng tự làm ra tiền đó, thằng đó mới là vô, nhưng mà tự làm ra tiền mà nó có lịch thì nó giàu lắm. Ở kỷ luật, tự kỷ luật mình, còn vô phải người khác kỷ luật mình là mày chưa tự giác trong Phật giáo gọi là giác ngộ thì đi rất là nhanh. Tự sửa mình thì mình tiến mới nhanh, còn mình để người ta sửa mình, tức là bệnh cho vô với bác sĩ, bệnh cứ phó bác sĩ, còn bây giờ mình tìm hiểu tại sao bệnh, mình chữa là hết liền, thì nó cái giác ngộ nó mới chữa được bệnh. Thì đó là cái nó nói, thì cái giáo trình nó vậy, nó là hôm nay tôi nói sơ lý thuyết, bây giờ tôi vô các bạn.